Chuyện về những nàng công chúa Barbie, nhà xuất bản mỹ thuật, công chúa học đường. Hôm nay là buổi học đầu tiên của trường công chúa ở xứ sở diệu kỳ Gardania. Các cô gái trẻ tập trung ở hành lang, háo hức chờ đến các tiết học. Đây là nơi các cô gái trong hoàng tộc học tập để trở thành công chúa, và cũng là nơi đào tạo những cô gái con nhà thường dân trở thành người hầu cận của các công chúa. Tại một căn hộ nhỏ ở ngoại ô của Gardania, cô nhân viên phục vụ xinh xắn tên là Blair nhận được một niềm vui bất ngờ. Em gái nuôi của Blair là Emily đã giúp cô nộp hồ sơ vào trường công chúa để xin học làm người hầu cận của công chúa, và nhà trường đã đồng ý. Blair biết rằng nếu được trở thành người hầu cận của công chúa, cô có thể giúp mẹ và em nuôi của mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, cô quyết định sẽ nhập học. Khi Blair đến trường công chúa, cô được cô Private, hiệu trưởng của trường, đón tiếp ân cần. Cô hiệu trưởng đưa cho Blair một bộ đồng phục mới và giới thiệu cô với một tiểu tiên nữ đang sôi nổi bay giữa không trung. Đây là Grace, tiên nữ của em. Blair vô cùng phấn khích, bởi từ trước đến nay cô chưa bao giờ có trợ lý riêng như vậy. Sau đó, Blair làm quen với hai người bạn cùng phòng mới là Holly và Isla. Hai cô vui vẻ nói với Blair: "Cậu ngồi ăn cùng bọn tớ luôn nhé." Blair nhanh chóng nhập hội cùng họ. Cô cảm thấy rất vui khi được kết bạn với hai người bạn dễ thương này. Tiết học đầu tiên do phu nhân Devin, một giảng viên hợm hĩnh, đứng lớp. Phu nhân Devin kể rằng nhiều năm trước, nữ hoàng Isabella cùng gia đình đã chết trong một vụ tai nạn thảm khốc. Vì vậy, con gái của phu nhân Devin là Delancey sẽ là người được thừa kế ngai vàng. Nhưng Isla và Hadley bảo với Blair rằng có tin đồn là công chúa Sophia, con gái của nữ hoàng Isabella, vẫn còn sống. Thành tích học tập của Blair rất tốt, khiến cho phu nhân Devin lo sợ Blair sẽ cạnh tranh với con gái của mình ở trường công chúa. Vì vậy, bà ta xúi Delancey làm mọi chuyện để hại Blair. Nhưng bất chấp những mưu kế xảo quyệt của mẹ con nhà Delancey, Blair vẫn nhanh chóng vượt lên đứng đầu lớp. Bỗng một ngày, phu nhân Devin nhìn kỹ Blair và nhận ra cô chính là công chúa Sophia bị thất lạc bấy lâu. Để phát hiện của mình mãi mãi là một bí mật, bà ta liền nghĩ ra một kế để Blair bị đuổi học khỏi trường. Hôm sau, Blair và hai người bạn cùng phòng phát hiện ra đồng phục của họ đã bị cắt nát vụn. Isla hốt hoảng kêu lên: "Nếu không có đồng phục, chúng mình sẽ không được vào lớp đâu. Và nếu chúng ta bỏ tiết, chúng ta sẽ bị đuổi học." Hadley cũng đau khổ than vãn. Nhưng thật may, Blair chợt nảy ra một sáng kiến. Nhờ sự giúp đỡ của các trợ lý riêng của mình, ba cô gái đã sáng tạo nên những bộ đồng phục mới rất độc đáo từ những mảnh vải bị cắt vụn. Ba cô gái vội vàng chạy lên lớp, may là vừa kịp giờ. Tất cả các bạn cùng lớp đều ồ lên khi nhìn thấy những bộ đồng phục độc đáo của họ. Ngay cả cô hiệu trưởng Private cũng hài lòng với những bộ đồng phục mới rất phong cách này. Thấy vậy, Delancey rất ghen tị và thề sẽ tìm cách để Blair bị đuổi học. Vài ngày sau,
trong một chuyến tham quan hoàng cung. Blair cùng hai người bạn vô tình nhìn thấy bức chân dung của nữ hoàng Isabella. Trông bà giống hệt Blair. Lúc đó, Blair mới chợt nhận ra, có lẽ mình là công chúa Sophia bị thất lạc của vương quốc Gardania. Nhưng Blair không hề biết rằng Delancey đã lén đi theo cô, và giờ cô ta cũng biết bí mật đó. Delancey muốn báo ngay với mẹ bí mật đáng kinh ngạc đó. Lúc đi tìm phu nhân Devin, Delancey vô tình phát hiện mẹ mình đang giấu một món trang sức của bà ta ở phòng của Blair. Bà ta định đổ cho Blair tội ăn cắp để cô bị đuổi ra khỏi trường. Delancey cảm thấy bị giằng xé. Cô muốn trở thành công chúa của Gardania, nhưng cô cũng biết rằng Blair mới đúng là người được thừa kế ngai vàng. Khi Blair, Hadley và Isla trở về phòng thì thấy phu nhân Devin đang làm ầm lên ở đó. Thấy họ về, bà ta liền gào lên: "Hãy bắt chúng lại!" Thứ đồ trang sức bị mất cắp được tìm thấy bên dưới ga trải giường của ba cô gái, và vì thế họ sẽ bị nhốt vào hầm tối của cung điện. Vậy là âm mưu xấu xa của phu nhân Devin đã thành công. Blair và các bạn sẽ không bao giờ được tốt nghiệp trường công chúa, và khi đó Delancey sẽ chính thức trở thành công chúa của Gardania. Nhưng Delancey lại áy náy vì những việc làm của mình và mẹ, nên cô quyết định thả Blair, Hadley và Isla ra. Cô đưa cho ba người một tấm bản đồ để họ có thể tìm thấy chiếc vương miện thần của vương quốc Gardania. Chiếc vương miện này sẽ tỏa sáng khi được đặt lên đầu của người thực sự xứng đáng thừa kế ngai vàng của vương quốc. Delancey dục họ phải đi gấp, bởi cô sắp được thế chỗ Blair làm công chúa của Gardania. Blair cảm ơn Delancey đã hết lòng giúp đỡ họ. Delancey mỉm cười nói: "Không có gì, tớ chỉ cố làm những điều đúng đắn thôi mà." Nhờ tấm bản đồ mà Delancey đưa cho, ba cô gái đã tìm thấy vương miện thần trong một căn hầm rộng lớn nằm sâu dưới lòng đất bên trong cung điện. Đúng lúc họ lấy vương miện xuống thì phu nhân Devin lao vào. Bà ta giằng lấy vương miện rồi nhốt ba cô gái lại dưới hầm. "Blair, vương miện là của ta. Mì sẽ mãi mãi chỉ là một con bé nghèo mà thôi." Tuy nhiên, không gì có thể ngăn cản họ đưa Blair đến buổi lễ đăng quang. Isla lẩm nhẩm học thuộc tiếng mật mã mở khóa cửa còn vang trong hầm vòm, rồi gõ những từ đó vào ô mật mã. Cửa hầm liền bật mở. Ngay khi Delancey chuẩn bị được trao vương miện công chúa của vương quốc Gardania, Blair và hai người bạn đẩy cửa chạy vào. "Đợi đã!" Blair hét lên. Phu nhân Devin gầm gừ: "Không cần đợi ai hết. Ta là công chúa Sophia, con gái của nữ hoàng Isabella." Blair dõng dạc tuyên bố. Phu nhân Devin lập tức giành lấy vương miện thần và định đội lên đầu Delancey. Nhưng Grace và các tiên nữ khác đã ngáng chân bà ta. Chiếc vương miện bị hất lên không trung, nhưng may là các tiên nữ đã bắt được nó và mang đến chỗ Blair. Mọi người đều nín thở khi vương miện được đặt lên đầu Blair. Vương miện càng lúc càng tỏa sáng hơn, và bộ váy của Blair bỗng biến thành một bộ váy hoàng gia lộng lẫy. Vậy là Blair đúng là công chúa Sophia,
người thừa kế ngai vàng thực sự của vương quốc Gadania. Phu nhân Devin lớn tiếng mắng Delancey. Con đúng là đứa vô tích sự. Mẹ đã loại trừ cả nữ hoàng Isabella để con có thể làm công chúa. Vậy mà... Phu nhân Devin giận quá mất khôn, mà không hề để ý rằng bà ta đã thừa nhận tất cả âm mưu tàn ác của mình trước ống kính truyền hình. Chỉ trong phút chốc, tin phu nhân Devin làm phản và công chúa bị mất tích của Gadania trở về đã được truyền đi khắp mọi nơi. Sau đó, Blair đã có bài phát biểu đầu tiên với tư cách là công chúa Sophia. Tôi chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường, nhưng tôi nghĩ cô hiệu trưởng Private đã rất đúng khi nói rằng mọi cô gái đều có sẵn những tố chất của một công chúa. Tôi hứa sẽ luôn chăm chỉ, công bằng và tốt bụng. Sau đó, Blair quay sang nói với Delancey. Nếu không có sự giúp đỡ của cậu, tớ sẽ không có được cơ hội đội chiếc vương miện này. Cậu đồng ý làm người hầu cận của tớ chứ? Thần rất lấy làm vinh hạnh, thưa công chúa. Delancey vui mừng đáp. Đúng lúc đó, mẹ nuôi và em nuôi của Blair đến. Emily vô cùng phấn khích khi được đến hoàng cung. Cô hỏi Blair, nếu chị là công chúa thì em cũng là công chúa phải không ạ? Blair mỉm cười đáp, từ trước đến giờ em vẫn luôn là công chúa mà. Nói rồi, cô vui vẻ dẫn gia đình vào ngôi nhà hoàng gia mới của mình. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bé ơi, các bé thấy câu chuyện hôm nay có hay không nào? Hẹn gặp lại các bé ở những câu chuyện sau. Chúng mình sẽ cùng giở sách và phiêu lưu vào thế giới cổ tích kỳ ảo nữa nhé.